Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Trang Cooking. Hôm nay mình và các bạn cùng vào bếp để thực hiện món lạc rang nhé. Lạc thì có rất nhiều cách rang khác nhau, tuy nhiên với cách làm ngày hôm nay thì mình chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản, nhưng thành phẩm cho ra lại rất là đặc biệt. Hạt lạc ăn rất là giòn, ngon, vừa bắt mắt, vừa béo bùi, cuốn hút vị giác vô cùng. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng mình nhé. Nguyên liệu của mình hôm nay có chuẩn bị bao gồm có 400g lạc. Mình sẽ đập vào đây 2 quả trứng gà. Sau đó các bạn dùng bao tay bóp đều để đậu phộng và trứng được trộn đều với nhau. Ở bước này thì sau khi trộn trứng với lạc đều với nhau rồi, nếu các bạn thấy phần trứng ở phía dưới vẫn còn nhiều thì các bạn có thể chắt bỏ đi nhé. Tiếp đến thì mình sẽ ướp vào đây 1 thìa cà phê muối và 1 thìa cà phê ớt bột. Sau đó thì mình vẫn dùng bao tay bóp đều để phần muối và ớt bột được bám đều vào lạc. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây 2 thìa canh bột bắp. Bột bắp cho vào thì sẽ giúp lạc ăn được giòn và ngon hơn. Mình sẽ trộn lần 1 để phần bột được áo đều với lạc. Sau khi bột đã áo đều vào rồi thì mình sẽ cho lần 2. Lần 2 thì mình cũng sẽ cho vào khoảng 2 thìa canh bột bắp. Sau đó thì mình cũng sẽ trộn đều. Bột bám đều như vậy là được rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho dầu ăn vào chảo để đi chiên lạc. Các bạn cho dầu ăn nhiều một chút nhé, thì lạc chiên sẽ được chín đều và ngon hơn. Khi dầu đã nóng thì mình sẽ cho lạc vào để chiên. Mình sẽ chiên lạc ở lửa nhỏ để lạc được chín đều vào phía trong. Lần 1 thì mình sẽ chiên trong khoảng 7 phút. Để thành phẩm cho ra được ngon nhất thì khâu chọn lạc rất là quan trọng. Các bạn cần phải chọn hạt lạc to, mẩy, có vỏ nhẵn bóng. Lạc của mình sau khi đã chiên được khoảng 7 phút thì cũng đã gần chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt lạc ra đĩa để cho lạc thật nguội hẳn rồi mình sẽ đi chiên lần 2. Lần 2 thì các bạn cũng sẽ để cho dầu nóng rồi mới thả lạc vào nhé. Ở lần chiên này thì mình sẽ chiên thêm khoảng 3 phút là khoảng thời gian đủ để cho lạc chín. Mình vẫn chiên ở lửa nhỏ các bạn nhé, và các bạn cũng có thể ăn thử để xem lạc đã chín hay chưa thì mình có thể vớt ra. Lạc của mình chiên như vậy cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra đĩa. Mình sẽ lót thêm một ít giấy thấm dầu ở phía dưới để dầu ở trong lạc sẽ thấm bớt ra. Bây giờ các bạn cho vào chảo 1 thìa canh dầu ăn, thêm 3 thìa canh đường, thêm 1 thìa cà phê muối. Chờ cho những hạt đường được tan hết và nước màu đường chuyển qua màu nâu cánh gián thì mình sẽ cho lạc vào để đảo cùng. Đảo được khoảng 30 giây thì mình sẽ tắt bếp và sau đấy thì vẫn tiếp tục đảo đều để phần nước màu đường được áo đều quanh các hạt lạc. Cuối cùng thì mình sẽ bày lạc ra đĩa để thưởng thức thôi. Thành phẩm cho ra màu lạc rất là bắt mắt các bạn ạ. Mình sẽ rắc thêm một chút mè rang để đĩa lạc trông được bắt mắt và ngon hơn. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn thử với mình để xem thành phẩm ngày hôm nay thì có vị như thế nào nhé. Hạt lạc ăn giòn tan, rất là đã các bạn ơi. Vị ngọt và vị mặn hài hòa với nhau. Hạt lạc ăn vừa béo, vừa bùi, vừa thơm. Món này mà các bạn ngồi nhâm nhi để xem phim hay là trò chuyện cùng bạn bè vào những ngày cuối tuần, hoặc là mình làm món nhậu thì cũng rất là tốn bia. Các bạn nhớ thực hiện món lạc rang này cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hôm nay hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn có một ngày mới bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!